truyền thuyết đô thị Nhật Bản thường gắn với một địa điểm cố định nào đó trong thực tế. Đôi khi, những câu chuyện về các sự kiện truyền cảm hứng từ chính những địa điểm này thậm chí còn đáng sợ hơn trong truyền thuyết được thêu dệt. Hai trong số những địa điểm ấy là đường hầm hú hét Inukadi và lâu đài hiến tế Maruka. Truyền thuyết đô thị về đường hầm ma ám và lâu đài hiến tế rùng rợn vì những sự kiện có thật. Giống như nhiều truyền thuyết đô thị khác, đường hầm inunatic và lâu đài Mazuoka đều bắt nguồn từ những sự kiện có thật truyền thuyết đô thị nhật bản thường gắn với một địa điểm cố định nào đó trong thực tế đôi khi những câu chuyện về các sự kiện truyền cảm hứng từ chính những địa điểm này thậm chí còn đáng sợ hơn truyền thuyết được theo dệt lên sau này hai trong số những địa điểm như thế là đường hầm hú hét inunatic và lâu đài hiến tế mazuoker đường hầm inunatic lang inunatic có thực sự tồn tại hay không cho đến nay vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải Tin đồn về ngôi làng kỳ lạ này xuất hiện tại Nhật Bản và lan truyền trên Internet từ những năm 1990. Làng Inunatic được cho là nằm sâu trong vùng nông thôn Inunatic thuộc tỉnh Phu Cư Oka trên đảo Kyushu. Theo lời đồn, ngôi làng được nối liền với bên ngoài bằng một lối đi quy nhất qua hầm Inunatic. Truyền thuyết đô thị về ngôi làng kể rằng tất cả những ai đi vào làng đều phải chịu một cái chết khủng khiếp. Các huyền thoại và câu chuyện xoay quanh ngôi làng thậm chí còn đề cập đến những biển báo với nội dung cảnh báo đáng sợ nghĩa là tất cả bất kỳ ai bước vào đều phải đối mặt với những nỗi kinh hoàng cũng như các hiện tượng siêu nhiên. Tu y nhiên, đối với nhiều người, truyền thuyết về làng Inunatic có thể bắt nguồn từ một vụ án có thật từng diễn ra trong đường hầm Inunatic. Đường hầm này có thật ngoài đời, nó là địa điểm hẻo lánh và ít xe cộ qua lại. Vì thế, nhiều băng đảng xem nơi này là điểm đến yêu thích. Vào buổi chiều tháng 12 năm 1988, một nhóm thanh thiếu niên bất hảo đã bắt bóc, cướp và tra tấn chàng thanh niên Jumia Mercuhichi, 20 tuổi. Sau đó, chúng thiêu sống chàng thanh niên trong đường hầm. Mắc độ tàn bạo của vụ án đã khiến đường hầm trở thành nỗi ám ảnh với các phương tiện cũng như người dân trong vùng. Ngày nay, đường hầm Inunatic hay đường hầm chó hú trong tiếng Nhật được coi là một trong những địa điểm bị ma ám rùng rợn bậc nhất ở Nhật Bản. Bất chấp những khối bê tông lớn chặn lối vào hầm, nhiều người ưa mạo hiểm vẫn tìm cách đi vào trong. Người dân sống gần đường hầm cho biết các thiết bị điện tử và thậm chí cả ô tô của họ cũng thường xuyên bị hỏng khi đến gần địa điểm này. Không ít người khẳng định họ nghe được cả tiếng chó sủa lẫn tiếng la hét ghê rợn phát ra từ sâu bên trong đường hầm. Đu không rõ thực hư về ngôi làng lẫn những hiện tượng lạnh gáy trong đường hầm, nhưng truyền thuyết đô thị về địa điểm này đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim How Willing Village 2020 của Takashi Shimizu. Lâu đài hiến tế Mazu Oka, Biserber, một hình thức hiến tế con người đã được thực hiện ở Nhật Bản cho đến tận thế kỷ 16 tương truyền các lãnh chúa sẽ nhốt nạn nhân còn sống vào các cột trụ đập nước và những nền móng khác trong nền nhà để xoa dịu các vị thần những người bảo vệ cho tòa nhà khỏi bị tấn công và thiên tai tục lệ này phổ biến đến mức sau này nó đã trở thành một thuật ngữ để chỉ các công nhân bị trôn sống lâu đài mazu cơ ở sakai tỉnh fukui là quê hương của một trong những truyền thuyết đô thị nổi tiếng có liên quan đến hình thức hiến tế này chuyện kể rằng một trong số các bức tường của lâu đài vẫn tiếp tục đổ nát trong quá trình xây dựng bất kể nó đã được gia cố bao nhiêu lần. Sau đó, người ta đề nghị lãnh chúa của lâu đài thực hiện lễ hiến tế Heater B. Mót nữ nông dân bị chột tên Si dù đã được gọi đến làm tế phẩm. Cô chấp nhận mệnh lệnh, chỉ xin lãnh chúa hãy phong cho các con trai của cô làm sa mu dai sau khi nghi lễ được thực hiện. Lãnh chúa đồng ý với yêu cầu và chôn Âu Si Du xuống dưới cây cột lớn của lâu đài. Giác không may, sau khi hoàn tất lễ tế, lãnh chúa của lâu đài đã không giữ lời hứa. Con trai của Âu Si Du không được phong làm sa mu dai. Vì thế, mỗi mùa xuân về, khi mưa rơi, con hào sẽ tràn nước cho đến tận lúc cắt tảo. Người dân địa phương cho rằng đó là những giọt nước mắt đau buồn của Âu Si Du tội nghiệp. Họ an ủi cô bằng cách lập lên một ngôi mộ. Đồng thời, qua các thế hệ, người ta truyền nhau câu thơ. Cơn mưa rơi khi mùa cắt rong về là cơn mưa gợi lại những giọt nước mắt đau buồn của Âu Si Du. Những câu chuyện về ma ám tại những địa điểm cổ luôn khiến ta phải nghi ngờ sự tồn tại của thế giới bên kia, phải không quý vị? nếu muốn lắng nghe thêm những bí ẩn thú vị như hôm nay. Tiếp tục đón xem các chuyên mục này trên Sản Tín nhé!